ăn đấy nhở. Là mình không xịt, không xịt mà nó đi vậy. Còn nếu mà mình xịt nữa thì nó tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Bao nhiêu phút rồi? Này các em, sau một cánh cửa thì chắc trong vòng chỉ cần 3 phút thôi. Chứ cái này cho mình để hai lần nó có đẹp nó yếu rồi. Nó cái này chặt lại.